Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản diễn biến phức tạp. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây thiệt hại cho nhà nước và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang có hoạt động khai thác khoáng sản đá trắng trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Trùng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 5 máy cắt đá, máy cắt 2 giây, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800 mét khối đá trắng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Bảy, sinh năm 1970, trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An là chủ điểm khai thác khoáng sản trên. Trần Văn Bảy đã thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Kiểm tra kho chứa hàng của chủ cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ gần 100 mét khối đá trắng các loại. Vụ việc hiện đang được Công an Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.